nằm trong không gian quy hoạch của vùng thủ đô Hà Nội, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những thành phố trẻ năng động, có cơ sở hạ tầng phát triển và hiện đại bậc nhất trong khu vực. Chỉ nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển theo quốc lộ 2A, cách sân bay Nội Bài khoảng 25 phút di chuyển, với hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, gồm các trục chính yếu như quốc lộ 2A, 2B, 2C, đường tỉnh 305, 306, cao tốc Nội Bài, Lào Cai và ga đường sắt Hà Nội, Lào Cai, Vĩnh Yên trở thành một trong những cửa ngõ giao thương kết nối quan trọng giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc như Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Đặc biệt, Vĩnh Yên cũng được biết đến là thành phố phát triển công nghiệp mạnh mẽ với tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm đến 86% trong giai đoạn 2016-2020. Nổi bật trong đó phải kể đến là khu công nghiệp Khai Quang với quy mô hơn 262 ha đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Đây cũng là điểm sáng thu hút vốn đầu tư bậc nhất của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, thu hút nhiều lao động, các chuyên gia cao cấp, người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Hội tụ các điều kiện vị trí trọng yếu, thuận tiện cùng giao thông kết nối, cùng tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đã và đang tạo nên đòn bẩy cho thị trường bất động sản Vĩnh Yên một sức hút đặc biệt. River Bay Vĩnh Yên, trái tim vàng của thành phố Vĩnh Yên. Nằm ở khu lõi trung tâm thành phố Vĩnh Yên, River Bay Vĩnh Yên là một dự án của chủ đầu tư Sông Hồng Thủ Đô có quy mô hơn 53 ha, tọa lạc ngay bên hồ Đầm Vạc rộng hơn 200 ha và được kiến tạo theo mô hình khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng đáng sống bậc nhất khu vực. River Bay Vĩnh Yên có lợi thế gần các trung tâm hành chính công, ngay cạnh tỉnh ủy Vĩnh Phúc và các sở ban ngành. Trong khu có đời sống dân trí cao và hạ tầng tiện ích hiện đại đã đi vào hoạt động. Từ bán kính 1 đến 5 km quanh dự án, hội tụ đầy đủ hệ thống trường học, bệnh viện, công viên cây xanh, khu vui chơi, mua sắm giải trí chất lượng cao của thành phố như 5 phút đến tỉnh ủy Vĩnh Phúc, công an thành phố Vĩnh Yên, 7 phút đến ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên, 5 phút đến trường tiểu học Đống Đa, 8 phút đến chợ Vĩnh Yên, 10 phút đến quảng trường Hồ Chí Minh, 10 phút đến bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và bệnh viện quân đội 109. Di chuyển nhanh chóng đến khu công nghiệp Khai Quang chỉ khoảng 10 phút lái xe. Đặc biệt, dự án kết nối trực tiếp với trục đường giao thông lớn của thành phố như đường Kim Ngọc, đường Lý Thái Tổ, đường Lê Hữu Trác, Ngô Quyền và đi Tam Đảo chỉ mất khoảng 35 phút, đi Đại Lải khoảng 25 phút, đi Thiền viện Trúc Lâm, Tây Thiên khoảng 40 phút. Sở hữu không gian xanh đáng sống bậc nhất thành phố Vĩnh Yên, trải dài hơn 4 km hồ Đầm Vạc, khu đô thị sinh thái River Bay Vĩnh Yên không chỉ thụ hưởng môi trường sống nghỉ dưỡng trong lành, tốt cho sức khỏe, mà còn là nơi vượng khí dồi dào, đất tài lộc cho gia chủ. Với hơn 200 hectare mặt nước hồ Đầm Vạc, cộng thêm 2 hồ nội khu, diện tích hơn 4,5 hectare mặt nước, hệ thống cây xanh phủ mặt đất lên đến 4,3 hectare, đã giúp cho River Bay Vĩnh Yên trở thành khu đô thị xanh, sinh thái tuyệt đẹp với phong cảnh thiên nhiên hữu tình hiếm có. Ngay kế bên dự án là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Sông Hồng Resort và sân golf Đầm Vạc 18 hố cùng các dịch vụ golf, tennis, câu cá, hồ bơi, chèo thuyền, mang đến những trải nghiệm đáng sống tuyệt vời, vừa an lành xanh mát, vừa hiện đại với những tiện ích đẳng cấp vượt trội. River Bay Vĩnh Yên được quy hoạch với tổng diện tích hơn 53 ha. Trong đó, mật độ xây dựng chỉ chiếm 37,8%, không gian còn lại đều dành cho cảnh quan và hạ tầng. Có thể kể đến hàng loạt các tiện ích dịch vụ thể thao, giải trí nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao ngay trong nội khu dự án như trường tiểu học liên cấp quốc tế Newton, trung tâm hội nghị ẩm thực giải trí, sân tập golf, clubhouse, bể bơi, sân thể thao ngoài trời, quảng trường, phố đi bộ, đường dạo ven hồ, v.v. giúp mang đến cho cư dân trải nghiệm sống tiện nghi, sôi động, một bước chân xuống phố. Công việc, giao thương đều thuận lợi. River Bay Vĩnh Yên mang đến vóc dáng của một thành phố thu nhỏ ven hồ, được quy hoạch đồng bộ với sản phẩm đa dạng, gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố, liền kề, chung cư cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, v.v. Đặc biệt, dự kiến vào cuối năm 2021, khi cầu Đầm Vạc hoàn thành và đi vào hoạt động, sẽ mang đến diện mạo mới cho River Bay Vĩnh Yên. Nơi đây sẽ trở thành cửa ngõ phía Bắc Hồ Đầm Vạc, kết nối liền mạch hai vùng đô thị Bắc Vĩnh Yên và đô thị Nam Vĩnh Yên đang phát triển mạnh mẽ. Hội tụ những giá trị nổi bật thuộc hàng hiếm có, khu đô thị sinh thái River Bay Vĩnh Yên được kỳ vọng sẽ mang đến cho nhà đầu tư và người mua ở thực
cơ hội sở hữu bất động sản chất lượng, mang cùng lúc 4 giá trị sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh và đầu tư sinh lời bền vững.